Những điềm mộng báo trước. Lời tác giả. Xin giải thích. Đây là chuyện kể về những giấc mộng báo trước nạn tai xảy ra trên thế gian, do một pháp hữu của tôi nằm thấy, rất có giá trị và đáng để chúng ta tham khảo, vì có ý nghĩa rất lớn đối với việc khuyến hóa thế nhân. Xin hãy đọc và rút ra những tinh hoa để sống tốt, cũng như phổ biến những điều hay này. Nguyện mọi người đều tin sâu nhân quả, siêng năng đoạn ác tu thiện. Tất cả đại nạn phát sinh trên đời đều do ác nghiệp chung của mọi người tạo trong quá khứ đã chín mùi mà chiêu cảm nên. Nếu như ngay đây mỗi người tự biết phản tỉnh sám hối, đoạn ác tu thiện, thì có thể chuyển cộng nghiệp thành biệt nghiệp, khiến ác báo trong quá khứ chẳng có thể trổ mà không thọ ác quả. Quan trọng là ta không được tái phạm lỗi cũ, không tiếp tục tạo ác nữa. Chúng ta hãy phát nguyện từ phút giây này về sau, thề đổi mới bản thân, làm lại từ đầu, chân thành sám hối, bỏ xấu huân tốt, dứt sát ăn chay, phóng sinh, rộng hành thiện nghiệp, nghiêm giữ năm giới, tự nhiên đời sống sẽ cát tường bình an. Nguyện mọi người nỗ lực tu sửa bản thân trong sáng, để cuộc sống luôn rạng rỡ hạnh phúc. Đây không phải là bài văn của đương sự, tôi chỉ là người viết thay sau khi được thuật giả kể ra câu chuyện và ủy thác nhờ phổ biến dùm. Bây giờ mời bạn đọc nghe câu chuyện kể của người trong cuộc. Hiểu rõ chân tướng địa chấn. Nhiều năm nay nước tôi thường xảy ra tai nạn, đặc biệt là mấy năm gần đây, Vấn Châu liên tục bị đại chấn, Ngọc Thụ cũng bị địa chấn. Lục lội giáng toàn quốc, khí hậu lạnh nóng thất thường, tai nạn liên biên. Mấy ngày trước, Nhã An Lô Sơn phát sinh địa chấn, việc này đã khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ mình cần phải đem những điều đã thấy trong mộng phổ biến ra, cũng là để báo đáp đại ân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chắc chắn sẽ có nhiều người phản cảm với những điều kể trong mộng, sẽ cho đây là lời hoang đường vô căn cứ. Cho dù quý vị khinh rẻ xem thường những gì tôi kể ra, đối với tôi cũng không hề chi. Tôi chỉ hy vọng chỉ cần trong số độc giả có được ít người chịu hồi tâm hướng thiện, như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Trung tâm của vũ trụ vốn là tình thương, là lòng đại bi. Có lòng yêu thương nhân ái, con người và vạn vật mới sống với nhau thuận thảo hài hòa. Nghĩa là ta không làm gì xâm phạm môi trường thiên nhiên, mà luôn trân trọng bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ, từng sinh mạng của người và vật. Nếu mọi loài sống hài hòa như vậy, thiên hạ sẽ thái bình. Phật pháp giảng: vạn pháp giai không chi, có nhân quả bất không. Tận hư không khắp pháp giới vốn là đồng thể, đều là anh chị em. Đối với núi sông đại địa, khoáng sản và động thực vật, chúng ta phải có lòng trân quý, ái tiếc. Nếu làm tổn thương, chúng ta sẽ nhận quả báo dồi ngược. Đây chính là luật nhân quả căn bản của vũ trụ, là thế giới quan vô hạn lượng. Bây giờ chúng ta phải động não, chịu khó tư duy để nhận chân vấn đề cho thấu đáo. Vì sao nhân loại đối với thiên nhiên không ngừng phá hoại, chiếm đoạt và luôn gặp phải bão lũ cuồng phong do thiên nhiên đáp trả lại? Trong tạng truyện Phật giáo có một cuốn tên là Mộng Du Già. Trong đây liệt kê có 3 loại mộng. Loại 1 là thường nhân hay nói: ngày nghỉ làm sao, đêm chiêm bao như vậy. Cho nên các giấc mộng này hoàn toàn không có ý nghĩa, không rõ ràng và không logic. Loại 2 do nghiệp lực tạo trong quá khứ hiển thị qua mộng, chẳng hạn như đương sự thường mộng thấy bị người truy sát, vân vân. Loại 3 do công phu tu hành đạt đến cảnh giới cao, tâm định phát dụng, hoặc được thần linh báo mộng. Mộng này cần hội đủ 3 điều kiện. 1 có trí huệ bẩm sinh, tức là trí huệ do nhiều đời tu hành tích lũy. 2 có
có công phu thiền định tương đối cao. Ra khỏi bùn nhơ và bất nhiễm chính là thiền tối cao. 3. Do phúc báo hành thiện nhiều đời tích lũy thành. Loại mộc thứ 3 luôn thấy rất rõ ràng, giống hệt như đang xảy ra ban ngày vậy. Phật giáo gọi mộng này là thanh minh mộng cảnh. Đây là linh mộng, thường xuất hiện sau 3-4 giờ sáng. Mộng này liên quan đến chân tướng vũ trụ nhân sinh. Các vấn đề này trong cuốn Đại Đức Đích Tương Quang Luận Thuật có giảng giải rất cụ thể và tỉ mỉ. Trước khi tự thuật các giấc mộng dự báo địa chấn, tôi nghĩ mình nên nói một chút về chuyện động vật hay đến báo mộng, thỉnh cầu phóng sinh. Đây là cảnh mà vài pháp hữu của tôi cũng thường thấy. Hàng năm, cứ bắt đầu vào xuân là loài rắn thường đến báo mộng cho tôi, xin tôi hãy đi phóng sinh chúng. Nhưng năm ngoái, chúng báo mộng vào cuối năm, còn báo mộng cho chồng tôi nữa. Có lúc, chúng báo mộng cho tôi liên tục suốt 3 đêm liền, xin tôi hãy phóng sinh con chúng trước, rồi sau đó mới thả chúng. Cuối cùng, chúng còn nói, nếu tôi phóng sinh chúng rồi, chúng sẽ rất tri ân. Còn nếu như không thả, tâm báo oán của rắn rất mạnh. Xem ra động vật cũng rất yêu con mình, dù là độc xà. Song những con rắn này lúc sinh thời có một số đã từng là người tu hành, cho nên rắn rất có linh tính. Chỉ vì tâm sân quá nặng cho nên bị đọa lạc làm rắn. Chính tâm sân cực mạnh đã sản sinh ra độc độc. Rắn cũng có một số là tiểu long hóa hình, là loài rồng nhỏ này vẫn có khả năng khuấy động địa cầu, gây ra tai nạn. Chúng có thể trở thành yếu long thần, hộ pháp đắc lực cho người tu nếu chúng phát tâm quy y Phật, tình nguyện hộ vệ tam bảo. Các động vật khác cũng thường báo mộng cho tôi, kêu tôi hãy cứu chúng. Thường thì con vật báo mộng ngày thứ nhất là hôm sau ở ngoài đời thực tôi sẽ gặp chúng. Trễ lắm thì ngày thứ 3 cũng gặp loài động vật này. Tình cảnh giống hệt trong mộng. Một lần nọ, có 2 đội thiền nguyện đi phóng sinh. Một đội thả cá chép và một đội thả ba ba. Tôi không tính đi, nhưng có chuẩn bị chút tiền gửi cho đội phóng sinh ba ba. Trong tâm chỉ có ý tưởng vậy thôi. Nào ngờ tối hôm đó ba ba báo mộng, kêu tôi hãy đi thả chúng, còn dặn tôi ngồi xe xuống trạm nào nữa. Trong mộng còn thấy rõ cảnh đội trưởng thả cá chép đang nói chuyện với người khác, bên cạnh còn có xe tải. Ba ba còn dặn tôi phải dùng tay che mặt lại, đừng để cho trưởng đoàn thấy tôi. Chúng bảo cô thả chúng con sẽ được phúc, các con của cô rất ngoan, dễ dạy, và tình cảm hai vợ chồng cô sẽ rất đầm ấm. Các động vật trong mộng còn kể cho tôi nghe chúng chết làm sao, hồi làm người đã tạo ác nghiệp gì, luôn nói là chúng sẽ rất mang ơn khi được phóng sinh. Mà thực vậy, loài vật rất có tâm biết ơn. Tôi từng phóng sinh hồ ly, vậy mà 3 lần trong mộng chúng đã đến thăm tôi, bày tỏ niềm trân quý, thân thiết, thậm chí còn báo trước cho tôi biết rất nhiều việc sắp xảy ra. Chúng có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh tai nạn nào. Chẳng hạn như cuối tháng 6 năm ngoái, hồ ly đã báo mộng cho tôi, nói là tháng 7 sẽ có đại tai nạn. Kết quả, ngày 21 tháng 7, Bắc Kinh phát sinh lục lội khủng khiếp. Còn như trước khi Nhật Bản xảy ra đại địa chấn và sóng thần, thì loài cua đã báo trước cho tôi. Trong mộng, tôi thấy chúng lộ vẻ kinh hoàng lúng túng, từ đáy đại dương ngoi lên bảo tôi, ngày thế giới diệt vong đến rồi. Hôm sau, tôi kể cho chồng nghe là sẽ có địa chấn và sóng thần. Kết quả 3 ngày sau, phát sinh địa chấn tại Nhật Bản. Những động vật báo mộng này rất có linh tính. Chúng biết rất nhiều về chân tướng sự thật của vũ trụ, không như con người chúng ta vẫn tưởng và cho là động vật là ngu si, không có lý trí. Tôi đã 11 lần mộng thấy ngày thế giới mạt, bắt đầu từ cơn địa chấn tại Vấn Châu. Hoạn nạn này là do chúng ta sát sinh quá nhiều mà chiêu cảm nên. Có nghĩa là
từ cơn địa chấn Vấn Châu đã khởi sự cho thấy thời kỳ thế giới mạt. Nhưng nói tận thế hay thế giới diệt vong không phải là địa cầu sẽ nổ, sẽ bị hủy diệt hay nhân loại chết sạch hết, mà có nghĩa là tai nạn sẽ xảy ra rất nhiều, rất khủng khiếp. Tận thế là dứt kiếp của người ác, có nghĩa đây là thời điểm trả báo đến lúc diệt vong chung của kẻ tạo nhiều lỗi. Khi quả đã chín mùi thì báo tới. Tai nạn chung chính là cộng nghiệp khiến người ta đồng thọ báo chung. Trong mộng còn nói rõ, thế nhân đều biết năm 2012 là bắt đầu thời thế giới mạt, nhưng con người vẫn có thể sửa đổi, chuyển hóa bằng thiện nghiệp. Song nếu như chúng ta vẫn sát sinh không ngừng, tùy tiện tạo đủ nghiệp ác thì sẽ rơi vào ngày mạt trên thế giới này. Đây là kết quả của việc sống lầm lỗi mà nhân loại phải tự gánh. Những năm gần đây, tai nạn xảy ra liên miên bất đoạn, bao gồm địa chấn đang xảy ra đương thời, đặc biệt là loài thủy tộc biết trước rất rõ. Cách đây không lâu, cá chạch đã báo mộng cho tôi, nói do nhân loại ăn thịt thủy tộc và động vật rất nhiều, tất nhiên để rửa hận, chúng sẽ gây nên một trận ôn dịch báo oán, khiến những kẻ sát hại chúng bị mạng vong. Trong mộng, chúng còn cảnh báo rằng lãng phí một chén cơm sẽ bị đói và giảm thọ một ngày, giết một con gà vân vân sẽ giảm thọ một năm. Báo mộng Nhã An Lô Sơn bị địa chấn. Trước khi Lô Sơn bị địa chấn chừng 2-3 tháng, một buổi tối tôi có mộng thấy cảnh địa chấn nhưng mơ hồ, nên không nghĩ là nó sẽ xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Vào đêm Lô Sơn địa chấn, trong mộng cảnh báo rằng nạn này là do rắn, một loài rồng nhỏ báo thù. Bởi vì chúng ta ăn con cái thần dân của chúng quá nhiều, tâm oán hận của loài long xà rất mãnh liệt, cho nên chúng sẽ báo thù rất mạnh. Ở Tứ Xuyên, do con người sát sinh quá dữ nên tai kiếp khó tránh. Vì vậy mà cả hai lần địa chấn đều xảy ra ở Tứ Xuyên. Trong mộng còn nhắc nhở mọi người năm nay phải nên phóng sanh thật nhiều rắn, hơn nữa phải thường đi chùa tu thân tạo đức mới có thể tránh được tai nạn sau này. Nhưng nếu như con người cứ tiếp tục sát sinh, sau này thiên tai hoạn nạn sẽ đầy rẫy, rất khủng khiếp, và người ác sẽ diệt vong trước nhất. Báo mộng địa chấn ở Vấn Châu. Trước khi Vấn Châu bị địa chấn ước chừng khoảng 2-3 tháng, tôi mộng thấy mình đi qua một dãy nhà cửa, gạch ngói trên mái rơi xuống không ngừng, nhưng chẳng trúng tôi. Toàn bộ lâu đài phòng ốc đều sụp đổ, chồng tôi ở trong đó cũng vô sự. Tôi cho rằng đây là nhờ tôi thường phóng sinh cho nên nhà và người không bị tai nạn. Ai ngờ sau đó chẳng bao lâu thì Vấn Châu xảy ra địa chấn. Trước khi bị địa chấn khoảng một tuần, tôi mộng thấy một con chó, linh hồn là người, chỉ khoác bộ da chó bên ngoài thôi. Nó kể tôi nghe đời trước nó làm người ở nhân gian, hiện vẫn còn thân quyến đang sống tại nước Úc. Và nó khoe rằng sau trận địa chấn này nó sẽ chuyển sinh làm người. Vì vậy lòng nó rất hoan hỷ. Đây chính là bằng chứng luân hồi. Một chị bạn Phật tử kể với tôi, trước khi địa chấn, chị mộng thấy mình đến Vấn Xuyên, gặp rất nhiều người đang xếp hàng chờ xe. Chị rất ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại đến Vấn Xuyên. Sau khi địa chấn phát sinh, chị mới rõ té ra những người tử vong trong trận địa chấn, danh sách họ sớm đã được báo đến âm phủ, đã có tên họ sẵn tại đó rồi. Trước khi Vấn Châu địa chấn khoảng nửa tháng, một người cháu gái tôi mộng thấy mình đến âm phủ, gặp phụ thân đã tạ thế của cháu, tay cầm một quyển sổ sinh tử điểm danh, rất đông người trong cảnh. Đất núi rung chuyển, ùng ùng kéo đến. Có vài bà con trong nhà cháu cũng đến đây, một vị âm sai đến bắt cháu. Phụ thân thấy vậy liền đuổi theo vị này. Ông kêu lớn và giận dữ bảo cháu: "Ngươi đến đây làm gì? Mau về đi." Rồi ông cho cháu một đạp. Cháu liền tỉnh giấc. Trước Vấn Châu địa chấn một ngày,
mẫu thân tôi mộng thấy cả vạn người bị chôn sống, bên cạnh đó có mấy con chó. Năm 1999, bà đi chùa gặp một quyển sách tên là Lưu Bá Ôn Bia Văn Ký. Trong đây, tiên tri ghi toàn bộ quá trình cảnh tượng Vấn Châu bị địa chấn và liệt kê tên rất nhiều huyện bị tai nạn. Nhưng trong sách này từ ngữ xưa không gọi là địa chấn mà gọi là địa động sơn rung, còn tiên tri bằng mấy câu thơ như sau: Vạn lượng hoàng kim hóa bụi tro, cô nhi quả phụ khóc gào to, Ôn Bỉ Trùng Khánh người chẳng thiện, quán huyện chỉ sợ khó thoát ra, thập phương bành huyện nhìn thấy rõ, nam nữ xúm chạy ra ngoại đô, miên trúc miên dương còn phân nửa, nước cuốn thành trì máu nhuộm mờ. Xem ra trước khi tai nạn phát sinh, trong kinh thư đã ghi rõ hết rồi. Những giấc mộng sau khi Vấn Châu địa chấn. Sau khi địa chấn Vấn Châu kết thúc, tôi mộng thấy 23 điểm liên quan đến địa chấn Vấn Châu hết sức rõ ràng và logic. Sau đây, tôi xin điêu mấy điểm mộng tương đối quan trọng cho mọi người phân tích để hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau địa chấn 2 ngày, tôi đến trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm khấn nguyện: Thưa Bồ Tát, xin Ngài hãy báo cho con biết trận địa chấn lần này rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà phát sinh. Tối hôm đó, Bồ Tát cho tôi thấy hai điềm mộng, giải thích rõ là có hai nguyên nhân. Trong điềm mộng thứ nhất, tôi thấy có người không ngừng ăn vật gì đó. Ý nghĩa giấc mộng này là người tứ xuyên tham ăn thịt, hiếu sát, đã giết rất nhiều động vật để ăn. Quả chín mùi, động vật được phép báo thù con người, dẫn khởi phát sinh trận địa chấn này. Vì vậy mà giáo lý Phật luôn ngăn cấm không cho sát sinh. Phật giáo cũng có những khai thị tương tự, giải thích rằng địa chấn xảy ra chủ yếu là do con người sát sinh quá nặng. Bởi người ta ăn nhiều thịt, một người không phải chỉ ăn thịt một con vật mà rất nhiều con, thiếu nợ mạng quá nhiều, trả không hết. Khi những con vật này đến đòi nợ thì tai ương phát sinh, do lòng báo thù đối với nhân loại tạo thành. Điều này giải thích vì sao trước khi xảy ra địa chấn, động vật đều biết trước, chỉ duy nhất con người chúng ta là không biết thôi. Điềm mộng thứ hai khiến tôi rất kinh ngạc, quá kinh ngạc. Bởi vì tôi vốn chỉ nghĩ là tại một nguyên nhân sát sinh thôi, nào ngờ còn có nguyên nhân thứ hai, nguyên nhân khác nữa. Trong mộng, tôi thấy nhiều người tà dâm, bao gồm cả sinh viên, học sinh. Quả báo trực tiếp của tà dâm chính là đời hậu duệ, con cháu chết yểu. Còn bản thân phạm nhân sau sẽ tuyệt tử, tuyệt tôn. Thảo nào mà sinh viên, học sinh tử vong nhiều đến thế. Cũng không phải tất cả gia trưởng và học trò đều phạm lỗi này, nhưng đây chính là cộng nghiệp mà nhân loại đồng chiêu cảm. Qua một thời gian, điềm mộng còn giải thích cho tôi hiểu thêm, lỗi chính là nơi giáo dục. Giáo dục đã thiếu sót không đúng đắn. Trong giấc mộng, Bồ Tát giải thích cho tôi biết, trẻ con thời thơ ấu rất khả ái, trong sáng. Nhưng khi chúng đến tuổi thanh xuân, do giáo dục không hoàn bị, chẳng hướng dẫn đúng, nên nảy sinh tệ lậu. Giáo dục rất quan trọng. Sự giáo huấn phải bắt đầu từ khi chúng ta sanh ra. Những gì trẻ thấy và nghe sau khi ra đời sẽ ảnh hưởng đến cách sống của chúng. Tục ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vì vậy, chẳng những giáo dục có ảnh hưởng đến con người sau khi sinh, mà thậm chí từ lúc thai nhi còn trong bụng mẹ. Thí dụ như, nếu như người mẹ thông minh, sáng trí thì sẽ ảnh hưởng tốt đến đứa trẻ, khiến cho nó trở nên khôn ngoan, hiếu học. Nếu như người mẹ thường hay nóng giận khi có thai thì đứa trẻ chắc chắn sẽ sau này nóng tánh. Nếu người mẹ bướng bỉnh không nghe lời chỉ dạy của bất cứ ai thì con trẻ cũng trở nên khó dạy. Cho nên sự giáo huấn rất quan trọng, phải cẩn thận từ lúc mang thai. Người mẹ tốt sẽ cống hiến cho xã hội những bậc hiền tài. Vì vậy
phụ nữ giữ vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng nhân cách con trẻ. Mọi phụ nữ phải học và biết cách giáo dục con cái. Trách nhiệm này bắt đầu ngay từ lúc mang thai. Trong thời gian mang thai, người mẹ không nên tham lam, ích kỷ hoặc nói dối. Bởi người mẹ có những hành động tư tưởng xấu thì sẽ khiến đứa con bị ảnh hưởng theo và sẽ có những tư tưởng hành vi giống vậy. Sau này lớn lên, bé sẽ không thành công dương tốt được. Các phụ huynh cần chú ý điểm này và cẩn thận giữ tư tưởng lành, dạy dỗ con mình ngay từ lúc còn trong bụng mẹ. Là cha mẹ thì phải nêu gương tốt cho con, chẳng nên tranh cãi, ích kỷ, tham lam, dối trá, vì con cái sẽ quan sát và bắt chước theo cha mẹ. Con nít rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh. Vì vậy mà cha mẹ không nên lý luận rằng họ chỉ sinh con chứ không thể dạy con được. Nếu không biết dạy dỗ con cho tốt là không tròn trách nhiệm. Nếu đứa bé lớn lên trở thành kẻ xấu, gây ra nhiều tai hại cho quốc gia và xã hội, thì cha mẹ phải gánh trách nhiệm, có lỗi rất lớn vì đã không dạy con nên người. Do vậy mà các bậc cha mẹ nên đặt việc giáo dục con lên hàng đầu, thay vì chỉ chú trọng đến kiếm tiền và theo đuổi danh vọng. Nên xem giáo dục là nhiệm vụ quan trọng nhất. Dạy con sống tốt là rất cần, rất quý và có giá trị hơn việc kiếm nhiều tiền bạc cho con. Bởi nhờ hấp thụ nền giáo dục ưu mỹ mà con trẻ lớn lên biết cách sống, trở thành người đoan chính, thanh liêm, lưu tâm, giữ gìn thân thể. Trẻ em trong thời gian thơ ấu chưa đi học, cha mẹ chịu trách nhiệm dạy dỗ con mình. Sau khi trẻ vào trường, thầy cô phải là tấm gương cho học sinh, giúp các em phát triển nhân cách và đức hạnh, phải dạy các em hiếu thuận cha mẹ, cung kính người già. Ngay từ đầu, giáo dục phải dạy các em về hiếu hạnh. Ngay từ thời tiểu học, các em phải được giáo huấn về đạo hiếu, biết vâng lời cha mẹ và thường xuyên phụ giúp gia đình, làm vui lòng cha mẹ. Thầy cô phải gánh vác trọng trách huấn luyện và rèn đúc trẻ em, phải dạy các học sinh không uống rượu, không hút thuốc, không hút các chất độc có ma túy, nhất là không nên có quan hệ bất chánh với người khác phái. Điềm Mộng nhắc rằng nền giáo dục hiện nay rất sai lệch. Có thể nói nền giáo dục toàn cầu đã đi đến giai đoạn suy sụp. Người ta không quan tâm, không chú trọng, không biết giáo dục. Nếu giáo huấn mà dạy về quan hệ tình dục là sai lầm hết sức lớn. Đành rằng quan hệ tình dục có thể dạy, nhưng nên dạy các em chẳng nên giao du bừa bãi, phóng túng, không nên quan hệ xô bồ, bất chánh. Phải dạy các em biết tự trọng, giữ gìn bản thân trong sạch. Nhắc các em phải bảo vệ thân thuần khiết như ngọc. Đừng hấp tấp tìm tình yêu và có thể tìm hiểu về kiến thức tình dục khi các em trưởng thành. Giáo dục bây giờ tệ lậu vì không chú trọng bồi đức lập hạnh cho trẻ, dẫn đến nam nữ quan hệ rất hỗn loạn, biến cuộc sống họ thành bất hảo và trưởng thành trong bất hạnh. Trong mộng, tôi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm tha thiết kêu gọi: "Hãy cứu các em." Quả báo tà dâm thực sự rất kinh khủng. 2 năm trước, lúc tôi đi Ngũ Đài Sơn triều lễ, đã mộng thấy Bồ Tát Văn Thù bảo tôi: "Nhớ kỹ, con về phải giải thích cho mọi người biết, nói rõ rằng hiện nay các vị bị ung bú phụ khoa, nam khoa, đa phần là do quả báo phóng túng tình dục quá độ mà thành." Bồ Tát nhắc nhở rất nhiều về giữ gìn đức hạnh, sống đoan chính. Còn có một lần Điềm Mộng báo tôi rằng hiện nay nhớ túng tình dục, quan hệ tà vậy, phá bỏ con cái bừa bãi sẽ tự chuốc họa, và sau này dù kết hôn cũng rất khó có con. Trong mộng còn nói: "Con người không biết âm luật rất nghiêm, điển hình là Thượng Quan Ngọc Hoa từng mộng du địa phủ, sau đó đã viết cuốn Âm Luật Vô Tình. Trong đây phần lớn ghi quả báo tà dâm rất thê thảm. Điều này có thật không dối, bởi vì trong mộng tôi cũng thường đến cõi âm và địa ngục, nên biết rõ sách này câu câu đều là lời chân thật. 2 ngày sau đó, tôi mộng thấy mình đến Đô Giang Yến, đi đến khu tai nạn, khắp nơi là cảnh hoang tàn, tường đổ thành nghiêng, rồi tôi nhìn thấy phần Thái Dương đen thẫm. Hàm ý là sau này địa chấn sẽ càng lớn. Sự thật đã chứng minh
Sau đó, đất biển địa chấn làm chết rất nhiều người. Qua mấy ngày nữa, tôi bỗng thấy nhiều cánh tay và chân trong đống đổ nát quan tàn. Bên cạnh có một phụ nữ mặc áo hồng váy hoa, nửa thân trên bị bán thân bất toại. Bà nói với tôi rằng sao chẳng để cho ta chết quách đi. Tôi còn mộng thấy một bạn học tại Mỹ, cô này qua Mỹ rồi thì chúng tôi bật liên lạc. Cô ta tâm sự rằng dù ở Mỹ, cô luôn có cảm giác động đất, máy vi tính của cô thường lắc lư đu đưa. Điềm mộng này hàm ý là lần này địa chấn gây ảnh hưởng rất lớn, cần phải nhắc nhở toàn thế giới chú ý. Sự thật đã chứng minh sau này khắp nơi trên thế giới tai nạn ùn ùn kéo đến, phát sinh liên miên. Có một pháp hữu bảo tôi bạn của anh mộng thấy một nam sinh trung học than thở: tôi là người Đô Giang Yến, tôi muốn về nhà nhưng tìm không được đường về, xung quanh tối đen. Tôi và người bạn này phân tích có thể là nam sinh chết đã tìm anh bạn kia báo mộng nhờ siêu độ. Mấy ngày sau nữa, tôi mộng thấy cái hồ, bên cạnh đó có nhiều nhái xanh. Chúng bảo tôi địa chấn tới rồi. Tôi thấy chúng kéo tôi ra từ một ngôi lầu cao. Ở trước tòa nhà lầu này, tôi cũng gắng sức gào lên: địa chấn rồi, địa chấn rồi. Chưa đầy một phút thì tòa lầu sụp đổ. Thực sự thì động vật đối với địa chấn biết rõ chuẩn xác từng giây phút. Con người không hề biết điều này. Họ có dự đoán địa chấn nhưng luôn không chính xác, bởi vì người tính không bằng trời tính vậy. Khi tôi nhìn thấy toàn bộ cảnh địa chấn liên quan đến Vân Châu qua tivi rồi, tối đó tôi lại mơ thấy bên núi có rất nhiều thỏ rừng, động vật vân vân. Linh hồn chúng đều toàn là người già và trẻ em, chỉ khoác bộ da con vật mà thôi. Giấc mộng cảnh báo tôi trận địa chấn này người già và trẻ em tử vong do nghiệp chướng họ nặng nên chết rồi đầu thai làm động vật nơi sơn khu, còn những người trẻ và hàng trung niên do tạo nghiệp quá nặng nên sau khi chết thì họ thẳng xuống địa ngục đọa vào cõi quỷ. Một hôm tôi lại mộng thấy địa chấn, lâu đài cao ốc chấn động kịch liệt. Trong mộng tôi đã niệm một câu tâm chú của Bồ Tát Quan Thế Âm: Án Mani Bát Di Hồng, thì thấy lâu đài cao ốc không rung lắc nữa. Hàm ý điềm mộng này là tâm chú của Bồ Tát là chú ngữ tụng niệm có thể tiêu trừ nạn tai. Lại có lần tôi mộng thấy ngày diệt vong thế giới, không có thái dương, cả đám người đang sợ hãi hoảng loạn thì bỗng có một vị nữ sĩ dẫn đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thái dương liền xuất hiện. Điềm mộng này giải thích rằng chỉ cần chúng ta hồi tâm hướng thiện, ăn chay niệm Phật thì có thể gặp dữ hóa lành. Sau khi địa chấn xảy ra, các bạn của tôi cùng tu lại bàn tán thắc mắc, không hiểu vì sao Bì Huyện cách Đô Giang Yến gần đến như thế mà không một ngôi nhà nào đổ sập, không có một người thương vong. Tối đó trong mộng giải thích cho tôi biết là hiện có một hành giả đạt đến đại thành tựu là vị Phật sống đang ngủ ở Bì Huyện. Chính phúc đức của ngài đã chở che cho mọi người. Sau địa chấn một thời gian, tôi lên Nga Mi Sơn lễ Phật, trụ tại Thiện Giác Tự. Tối đó tôi mơ thấy Mã Luật Khang bị địa chấn, tử thương 4.000 vạn người, khắp nơi đầy liều bạc. Ý điềm mộng này rất rõ ràng, nói rõ kỳ này Vân Châu bị địa chấn, ứng tại Mã Luật Khang, mức địa chấn nặng kinh khủng, ảnh hưởng lan rộng đến nhiều vùng xung quanh, gây thương vong rất lớn. Có thể nhờ ở trên phát lòng từ bi cho địa chấn dời đến sơn khu Vân Châu, để kẻ tội nặng hưởng quả báo nhẹ. Nhưng trận địa chấn này chắc chắn không thể tránh. Sau đó tôi lại đi Nga Mi Sơn lễ Phật, cũng ngụ tại Thiện Giác Tự. Tối đó điềm mộng mắt tôi, người tử vong trong trận địa chấn này đầu thai làm các loài động vật trên núi. Đương nhiên người đến địa ngục hoặc quỷ đạo sau khi nghiệp báo trả xong cũng đầu thai làm súc sinh. Cuối cùng trong mộng còn nói đây chính là bản chất của luân hồi. Hai Ti địa chấn và Ngọc Thụ địa chấn, những địa chấn này tôi cũng mộng thấy trước, ở đây không giải thích cụ thể nhiều được. Tôi biết đến Phật giáo năm 29 tuổi, quy y đã 11 năm, được Bồ Tát báo mộng khuyên tôi ăn chay, còn nói trong hai chúng tôi sau này sẽ có một người bị ung bú,
bệnh này liên quan đến ăn thịt. Tôi cảm thấy Bồ Tát từ bi nhắc nhở như thế, vội từ bỏ thịt, trường trai luôn. Bồ Tát còn bảo tôi, những người uống rượu hiện nay 20 tuổi đã bị đần độn và lão hóa, đến 40 tuổi càng nghiêm trọng hơn, và 60 tuổi thì không thể nói năng. Tôi mới hiểu ra già lão thiểu năng có liên quan đến ẩm thực. Hèn gì mà hiện thời tuổi trẻ hóa già bị lú lẫn nhiều đến thế. Nhưng chẳng phải tất cả người già lú lẫn đều do uống rượu tạo thành. Hy vọng những điềm mộng của tôi có thể cảnh tỉnh được người đang say ngủ, cũng hy vọng những địa chấn này sẽ giống lên một hồi chuông cảnh báo, thức tỉnh những ai còn mê muội say đắm danh lợi ở thế gian. Du Vũ, ngày 6 tháng 6 năm 2013.